Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 1. Thưa quý vị, từ 7 giờ sáng nay, các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã bắt đầu xả nước tập trung đợt 1 trong 7 ngày để phục vụ đầu ải vụ Đông Xuân 2014-2015 cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Trước tình hình này thì bà con nên thường xuyên kiểm tra các bờ vùng bờ thừa để quản lý chặt nguồn nước, không để dò rỉ lãng phí. Bên cạnh đó thì cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông, dồn điền đổi thừa để tạo mặt bằng gieo cây lúa, tuyệt đối không phát sinh nhu cầu bổ sung nguồn nước từ các hồ thủy điện ngoài ba đợt xả đã thống nhất. Xin được quay trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Bắc Bộ. Trong ngày mai thì khối không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống nước ta. Tuy nhiên do cường độ ở mức độ yếu nên thời tiết tại đây chỉ nhiều mây hơn một chút, trưa chiều trời vẫn hưởng nắng và nhiệt độ dao động từ 20 cho đến 23 độ tại phía Tây Bắc Bộ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ mức nhiệt từ 18 cho đến 21 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, tình trạng khô giáo trong thời gian ngắn vừa qua sẽ được thay thế bằng những cơn mưa trong ngày mai với lượng chủ yếu từ 5 cho đến 15 mm và tập trung tại khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi. Mặc dù mưa chỉ xảy ra không đáng kể, nhưng ở ven biển thì người dân vẫn cần cảnh sát với gió mạnh có thể cản trở hoạt động tàu thuyền của bà con ngư dân về tình hình thì nhiệt độ tại khu vực tiếp tục có sự phân hóa. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ cao nhất chưa mai dao động từ 20 cho đến 23 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi thì mức nhiệt độ là từ 24 cho đến 26 độ và 27 cho đến 30 độ là nền nhiệt tại khu vực Bình Định trở vào đến Bình Thuận. Trong khi đó tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do đang trong những tháng mùa khô nên thời tiết khu vực phổ biến là không mưa và có nắng nhiều. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ tại Nam Bộ. Tuy nhiên vào đêm và sáng, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc nên tiết trời xe lạnh, khi nhiệt độ ở Tây Nguyên giảm xuống mức từ 11 cho đến 14 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở ngưỡng từ 17 cho đến 19 độ. Thưa quý vị và bà con, sau một thời gian tạm lắng, dịch bệnh trổi rồng hại nhãn, trôm trôm đang bùng phát mạnh trở lại tại các tỉnh trồng nhãn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều nhà vườn đã phải đốn bỏ nhãn do không dập được dịch bệnh này. Trước tình hình đó, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức phát động chiến dịch phòng trừ bệnh trổi rồng hại nhãn, trôm trôm từ tháng 1 năm 2015 và kéo dài đến cuối tháng 6. Do hiện chưa có thuốc đặc trị bệnh cho nên bà con cần tiến hành các biện pháp phòng trừ thật tốt để tránh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Trước hết thì bà con cần cắt bỏ toàn bộ các cành lá, hoa bị nhiễm bệnh và đem đốt hoặc là chất thành đống, phun thuốc trừ nhện và trùng lại bằng ni lông để tránh bệnh phát tán. Sau thu hoạch trái thì tiến hành cắt tỉa và dọn vệ sinh cho vườn cây, giúp cho cán tán cây được thông thoáng, giảm khả năng cư trú và gây hại của nhện. Tránh để cành, lá tiếp xúc với mặt đất, tạo điều kiện cho nhện di chuyển lên cây không để cây ký chủ như là bồ ngót, cây bóng nẻ trên vườn. Nên bón phân cân đối để xử lý cho cây ra hoa đồng loạt, giúp quản lý nhện và hạn chế bệnh. Việc tỉa chồi bệnh cho nên tiếp tiếp tục thực hiện nếu một số chồi mới vẫn còn xuất hiện. Có thể áp dụng biện pháp phun nước áp lực lớn để cuốn trôi nhiệt đồng thời tạo ẩm độ cao làm chứng nhện không nở được. Và ngay sau đây xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Về Tây Bắc Bộ, đêm và sáng trời nhiều mây không mưa, chưa chiều, chiều trời nắng, trời rét có nơi rất đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 7 cho đến 11 độ, cao nhất dao động từ 20 cho đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều, chiều trời nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét có nơi rất đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ và cao nhất là từ 18 cho đến 21 độ. Đến với các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, tại đây trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở phần phía nam của khu vực, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 12 cho đến 17 độ, cao nhất từ 20 cho đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc trời nhiều mây có mưa rào nhẹ rải rác, còn phía Nam không mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 22 độ và cao nhất dao động từ 24 đến 30 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 11 cho đến 14 độ, cao nhất là từ 25 đến 28 độ có các tỉnh Nam Bộ mới thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 23 độ và cao nhất dao động từ 29 đến 32 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.